Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio review sách của tôi. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để đồng hành thật lâu, thật dài cùng kênh review này. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn quyển sách Tiền khôn, tiền dại ở tay người dùng. Tác giả Yuichiro Itakura. Kinh tế là một từ thường được đề cập đến trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng các nguyên tắc kinh tế vẫn là cái gì đó trừu tượng đối với hầu hết mọi người. Với quyển sách Tiền khôn, tiền dại ở tay người dùng, toàn cảnh hoạt động kinh tế thường nhật sẽ được lột tả một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Con người đang bước vào kỷ nguyên của công nghệ số, và điều chúng ta cần phải làm hiện nay là ra sức nỗ lực làm việc để tạo ra giá trị phục vụ cho cuộc sống hối hả. Những khoản tiền đầu tư, những khoản tài chính phải cân nhắc luôn là vấn đề đau đầu, không chỉ của những nhà kinh tế mà còn là nỗi lo nghĩ của các bà nội trợ, của tất cả mọi người. Quả thực, khi chúng ta bắt buộc phải lớn lên, phải trưởng thành, phải tự mình bươn chải cuộc sống mà không hề có sự giúp đỡ trực tiếp từ gia đình, chúng ta mới thực sự hiểu được nỗi lo âu về tiền như thế nào. Một chiều tình cờ dạo qua hàng sách, chợt thấy quyển sách Tiền khôn, tiền dại ở tay người dùng trên kệ một cửa hàng sách mà tôi yêu thích. Cũng như những lần khác, tôi đã lướt qua cùng với suy nghĩ chắc như đinh, chắc hẳn cũng giống những quyển sách kỹ năng thôi. Nhưng lần này, quả là một sức mạnh vô hình đã kéo tôi lại và nhấc nó lên. Trong thời đại công nghệ 4.0, nền kinh tế thị trường biến đổi không ngừng, cùng với những mâu thuẫn xung đột giữa các nền kinh tế, tạo nên những đợt sóng kinh tế dồn dập có thể nhấn chìm bất cứ ai, từ chuyên gia đến người tiêu dùng. Do đó, để bảo vệ tài sản của mình trước những cơn sóng lớn, người tiêu dùng cần tỉnh táo, phân bổ nguồn tiền, gia tăng các nguồn thu nhập, tiết kiệm chi tiêu hợp lý, hạn chế mất tiền cho những dịch vụ kèm theo không hữu ích là vô cùng cần thiết. Đến với tiền khôn, tiền dại ở tay người dùng sẽ cho chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất về những thuật ngữ kinh tế. Thoạt đầu nghĩ rằng rất phức tạp, nhưng với cách nhìn và lý giải của tác giả, chúng ta sẽ dễ dàng nắm rõ được những kiến thức này. Quyển sách này sẽ là sự lựa chọn cho tất cả mọi người, kể cả những người nghiên cứu về kinh tế, vì nó sẽ phần nào cung cấp những kiến thức nhập môn cơ bản nhất và cần thiết nhất để bạn có thể vượt qua những rủi ro về tài chính sẽ gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đôi nét về tác giả Yuichiro Itakura là một doanh nhân gạo cội của Nhật Bản. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm cũng như thất bại trong kinh doanh ở các lĩnh vực từ trò chơi điện tử, viễn thông đến đầu tư mạo hiểm, ông thành lập công ty Synergy Drive với mục đích đem lại những trải nghiệm giá trị và kết nối cho người dùng Internet. Ngoài việc điều hành công ty, Yuichiro còn tư vấn, tổ chức và là khách mời của nhiều hội thảo về kinh tế, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, tài chính. Qua quá trình làm việc, ông đã đúc kết nên những nguyên tắc hoạt động của nền kinh tế, tài chính và cách vận hành của thị trường chứng khoán. Những thứ hoạt thoạt nhìn có vẻ phức tạp, mang tên kinh tế sẽ được Yuichiro sắp xếp lại và giải thích một cách đơn giản, giúp độc giả nắm được cơ chế vận hành của đồng tiền, từ đó có kỹ năng ứng xử và sử dụng đồng tiền khôn ngoan khi đọc Tiền khôn, tiền dại ở tay người dùng. Quyển sách gồm 5 chương với những tình huống, những hiện tượng kinh tế sẽ được lý giải dưới góc độ không chỉ của một chuyên gia mà còn là một người dùng từng trải. Chúng ta sẽ dần dần hiểu ra và có thể kiếm được nhiều tiền. Phần 1. Không bị lừa bởi những lời ngon ngọt. Phần này sẽ chỉ cho chúng ta những sự thật, những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến chúng ta không khỏi bất ngờ. Mở đầu với câu chuyện tích điểm. Khi mua hàng ở một cửa hàng có hệ thống tích điểm, thu ngân sẽ hỏi bạn muốn dùng điểm thưởng hay tích điểm. Thì câu trả lời của bạn sẽ là gì? Đó là tích điểm. Tôi cũng như bạn,
đều nghĩ rằng mình đã được hưởng lợi trong thương vụ trao đổi này, nhưng không. Quyển sách này sẽ phơi bày sự thật. Thực chất, tích điểm chỉ là một hình thức giảm giá mặt hàng cho những lần bạn mua sắm tiếp theo ở cửa hàng đó. Việc bạn tích điểm chẳng qua chỉ là một hình thức thanh toán trước. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã trả tiền trước và mua được điểm thưởng. Nhưng ít ai biết rằng khi chúng ta tích điểm, thì điểm thưởng ấy đã được bao gồm trong giá trị của sản phẩm mà chúng ta đang mua rồi. Như vậy, chúng ta vô tình trở thành vị chủ nợ tốt bụng cho các cửa hàng này thay vay với lãi suất là 0%. Một mặt, bạn không có lợi gì, nhưng bên cạnh đó lại gặp vô số những rủi ro có thể xảy đến. Đó là khi cửa hàng đấy phá sản, thì số điểm bạn đã tích cực tích lũy trong những năm qua bỗng chốc không cánh mà bay. Và những vụ bê bối về những cửa hàng tích điểm, cùng sự ra đi không lời từ biệt của những chủ cửa hàng về khách hàng, những người như chúng ta chỉ biết im lặng, đứng nhìn mà thôi. Tóm lại, bản chất của việc tích điểm chỉ là bạn trả tiền mặt cho một cửa hàng A để mua điểm, thứ chỉ có thể dùng tại hệ thống của cửa hàng đó. Và lời khuyên cho tình huống này, mỗi lần mua sắm, hãy cố gắng bằng mọi cách sao cho số điểm của bạn còn ít nhất. Không vô dụng đâu, hãy nghĩ cho lợi ích của bản thân, cho ví tiền của bạn để không phải trở thành những kẻ tiêu tiền ngốc nghếch. Bài học số 2, mua trả góp với lãi suất 0%. Lời rao mời ngon ngọt này quả thực là một miếng mồi béo bở với những người tiêu dùng nhẹ dạ, rất dễ dàng bị mắc câu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Trên thực tế, phần lãi suất mà chúng ta luôn tin rằng là không đã được tính vào trong giá trị của món hàng. Thương trường ắt cũng phải có binh pháp, thì các nhà kinh doanh mới chịu đầu tư, chứ không ai đời nào lại chấp nhận mang lỗ về nhà cả. Nhưng tác giả cũng đã rất đúng khi có cái nhìn sâu sắc về phía nhà bán hàng. Khi biết được sự thật này, bạn sẽ nghĩ gì? Phần nào tôi cũng đoán được suy nghĩ của một số người, vì tôi cũng đã từng có suy nghĩ giống họ. Trách móc công ty ấy làm ăn bất chính, lừa gạt, nhưng không thể buộc tội họ vì những tội danh này, mà tội của họ là quá thông minh. Để không trở thành con rối bị điều khiển đến hoa mắt, thì chúng ta nên mua những món đồ được cho mua trả góp không tính lãi suất, bằng chính số tiền bạn vay. Điều đơn giản thế thôi, nhưng rất khó vì hai chữ phiền phức. Phiền phức ở đây chính là những thủ tục rườm rà mà bạn phải thực hiện, và vô tình một khoản tiền lãi đã chui vào túi nhà đầu tư. Tóm lại, trong kinh doanh mới có chuyện xuất hiện mối quan hệ giữa người mua và người bán. Những nhà đầu tư phải chi một khoản tiền lớn cho quảng cáo. Và điều tiên quyết trong kinh doanh là phải sinh lời, hay tệ nhất cũng không để công ty thua lỗ. Còn chúng ta, những khách hàng nhẹ dạ, tưởng rằng mua được hàng vừa tốt vừa rẻ, nhưng trên đời này chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Phần 2, nguyên tắc đồng tiền. Trước khi bàn luận về nguyên tắc của đồng tiền, tác giả muốn giúp chúng ta làm rõ sự khác nhau giữa giá thành và giá trị. Nhưng cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn bắt gặp, nhưng sẽ tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Cuối cùng, đích đến mà con người mong muốn đạt được là làm chủ được kinh tế. Muốn được như vậy, chúng ta cần nắm được giá trị của hàng hóa, chứ đừng nhìn vào giá thành, vì giá thành chỉ là công cụ để biểu hiện thành tiền của giá trị. Những phần sau được đề cập trong chương sự thật về càng giàu càng keo kiệt, bạn cho ngân hàng vay nhờ việc gửi tiền vào ngân hàng, hay lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của loài người. Hãy cùng đọc và hiểu thêm về nguyên tắc của đồng tiền. Người ngốc nghếch sẽ chỉ nhìn vào giá thành sản phẩm rồi nghĩ, cái này bằng cả tháng lương của mình, đắt quá. Trong khi đó, người thông minh đầu tiên sẽ nghĩ, những sản phẩm hay dịch vụ này có giá trị gì đối với bản thân, sau đó mới đánh giá nó đắt hay rẻ với chính mình. Bạn đang nghe audio review sách Tiền khôn tiền dại ở tay người dùng. Audio này được tài trợ bởi trang web thanhcadu.com. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Phần 3, mua sắm trong cuộc sống
Với tiền khôn, tiền dại ở tay người dùng, chúng ta sẽ học được phương pháp tiêu tiền hợp lý và thông minh. Đó là giảm chi phí cố định, tăng chi phí biến đổi. Cụ thể, khi chi phí cố định càng ít, thì dù cho thu nhập của bạn có giảm xuống, thì bạn vẫn phải đảm bảo một cuộc sống khá ổn định. Nhưng nếu bạn xem việc đi du lịch, những cuộc gặp gỡ là lãng phí, từ đó hình thành nên một lối sống tằn tiện, cuộc sống mà bạn đang lầm tưởng là tiết kiệm, thì cái giá bạn phải trả là áp lực, stress. Sống tiết kiệm không hề sai, nhưng phải có sự cân bằng giữa việc giữa tinh thần và vật chất để cho chúng ta có một cuộc sống thực sự vui, khỏe. Câu chuyện tiếp theo, mua hay không mua? Nhiều người đã cười vào mặt tôi và bảo, thích thì mua thôi, suy nghĩ làm gì? Tôi không trách họ, không cho là họ sai vì đó là sự lựa chọn của họ. Nhưng với một người tiêu dùng thông minh sẽ khác. Họ cân nhắc mua một món đồ và khi họ mua món đồ ấy, thì tương lai món đồ ấy sẽ cho họ những gì? Người ngốc nghếch cứ có tiền là đi mua tất cả những gì mình thích. Trong khi đó, người thông minh sẽ suy nghĩ thấu đáo về mặt kinh tế, rồi mới quyết định mua thứ thực sự cần thiết đối với mình. Thuở xa xưa, khi tiền tệ còn chưa phổ biến, thì kinh tế lúc bấy giờ chỉ có trao đổi hàng hóa. Nhưng khi hình thức này không còn hiệu quả, thì chúng ta lại nghĩ ra cách thức thanh toán khác, đó là tiền tệ. Cái giá cho sự hình thành này đó là con người bị lôi cuốn vào trò chơi đồng tiền. Một số người lợi dụng sự am hiểu của mình, vẽ nên những thuật ngữ mỹ miều, khó đoán, khó hiểu, khiến cho vô số người tò mò, tìm hiểu và dần dần bị che mắt. Nhưng cơ bản, không thể bắt lỗi là ở ai. Ta và họ rất khó để phán xét. Họ làm kinh tế, mang đến những lợi ích cho xã hội, công bằng mà nói thì họ phải nhận lại những gì họ bỏ ra. Chúng ta đang sống trong xã hội sùng bái vật chất, địa vị và danh vọng. Tôi mong rằng chúng ta hãy làm chủ bản thân, làm chủ đồng tiền trong tay. Đừng để thứ vốn dĩ chính mình đang sử dụng lại chúng ta. Quyển sách chứa đựng nhiều bí kíp bỏ túi nho nhỏ khá hữu ích, hướng dẫn các thượng đế cách sử dụng tiền để tránh những cái bẫy do bên bán hàng bày ra. Bằng các tình huống cụ thể, minh họa cho mỗi vấn đề, từng bước giải quyết sẽ lần lượt xuất hiện như một trò chơi giải đố của trẻ con. Cách tiếp cận theo kiểu tương tác trực tiếp với độc giả khiến cuốn sách trở nên gần gũi, nhưng không kém phần thú vị. Giống như món rau dưa quen thuộc đáp ứng yêu cầu ngon, rẻ của các bà nội trợ hàng ngày. Một số lời khuyên về tiền bạc trong quyển sách sẽ khiến nhiều người nhầm lẫn với lối sống khắc kỷ, cực đoan đến mức keo kiệt của người Nhật. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, độc giả sẽ nhận thấy những nguyên tắc trong cuốn sách đề cao sự chặt chẽ, tiết kiệm trong tiêu dùng để hướng đến tự do cá nhân, giảm phụ thuộc vào lối sống vật chất bên ngoài, tránh sự lãng phí. Với thông điệp, cuộc sống tương lai của con người sẽ được đảm bảo nếu ta thực sự hiểu rõ cách thức sử dụng đồng tiền. Biến đồng tiền thành nô lệ, khi đó mỗi người sẽ có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống, chăm lo và phát triển bản thân mình. Bài review đến đây là hết. Bạn có thể mua sách qua liên kết tôi đặt bên dưới video này. Cảm ơn.